Chào các bác ạ, là Lem Thành Auto. Thì ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast VF8 bản Eco màu trắng đang có mặt tại nhà máy VinFast Hải Phòng. Thế thì chiếc xe này là bản Eco thì nó được trang bị quả lốp Goodyear la răng là đi 19 inch. Nhìn rất là to đúng không ạ? Đấy. Goodyear nhìn rất là dày dặn, bản lốp cũng khá là ok. Đây, các bác có thể nhìn thấy là chiếc xe này mang một cái màu trắng này là trắng ngọc trinh đây, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là bên trong nội thất, táp bi cửa và táp táp lô. Đấy thì nhìn qua cái nội thất của chiếc VinFast VF8 thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe VinFast VF8 đã được cải thiện và nhìn những cái độ hoàn thiện của xe nó đã gần như là bản thương mại đi rồi. Thế thì đây là các cái phím bấm để chúng ta có thể khởi động chiếc xe, bao gồm như là để di chuyển chiếc xe PRND. Đấy. Em xe này thì VinFast VF8 này thì các cái đường kim mũi chỉ rồi đến các cái đường nét ở bên trong nội thất của chiếc xe đã được cải tiến và tinh tế hơn rất là nhiều so với các người đàn anh tiền nhiệm như là Lắc A hay Lắc SA. Đấy. Rồi, tiếng cánh cửa đóng rất là chắc chắn. Và cách âm thì các bác hình dung ra là VinFast VF8 sẽ có cái sự cách âm tốt hơn so với lại những người đàn anh tiền nhiệm như là Lắc A. Các bác biết tại sao không ạ? Bởi vì là chiếc VinFast VF8 thì nó gần như là không có tiếng động cơ. Đấy. Và chiếc xe này thì tiếng ở sàn hắt lên thì gần như là được triệt tiêu. Đấy. Đây là một số các cái phím bấm chức năng của chiếc VinFast VF8 này. Đây, một anh khách bước vào và trải nghiệm qua. Rất là đẹp đúng không ạ, rất là phê. Thế thì bản VF8 này đã được trang bị đèn LED nội thất rồi các bác nhé. Tuy nhiên thì chiếc xe này chỉ là chiếc xe demo nên là không có điện, nên là em cũng không cho các bác xem chi tiết cẩn thận được. Đây là cái cửa gió điều hòa ở phía đằng trước. Em này thì trang bị điều hòa hai vùng độc lập. Đây là hốc phụ để đồ. Ở trong đây có một quyển sổ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng. Em xe này thì được bảo hành 10 năm các bác nhá. Mua một chiếc xe bảo hành 10 năm thì các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, trang bị đến 11 túi khí theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu. Đấy, tiêu chuẩn an toàn là theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu, Asian NCAP này, HTSA 5 sao này, Euro NCAP 5 sao này. Rất là nhiều cái tính năng được trang bị trên tính năng an toàn được trang bị trên chiếc VinFast VF8 này. Phải nói là rất là tuyệt vời khi mà Việt Nam chúng ta đã có một cái sản phẩm có thể đem ra thị trường quốc tế. Thế thì hiện tại em Thành Auto đang có khoảng tầm 30 đến 40 xuất cọc VinFast VF8, từ xuất cọc 50 triệu và xuất cọc 10 triệu full ưu đãi của người đặt cọc tiên phong, bao gồm cả voucher nghỉ dưỡng. Thế thì các bác nào có cái nhu cầu muốn mua và sở hữu những chiếc xe VinFast VF8 này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với em Thành Auto. Theo cái số hotline là 0979188958, số điện thoại thì em đã ghi sẵn ở trên màn hình. Chỉ chờ các bác nhấc máy lên và gọi cho em Thành Auto thôi. Còn đây là cái khu vực cốp để đồ phía đằng trước của chiếc VinFast VF8 này. Đây là cái khu vực bị ắc quy này. Đây là khu vực ắc quy này. Đây là khu vực nước làm mát này. Đấy, cạnh lắp này lên thì chúng ta có thể kiểm tra ắc quy xem có vấn đề gì hay không. Đấy, đây thì nó còn có thể đóng cốp được luôn, đóng cái nắp capo đằng trước này luôn, vô cùng là tiện lợi đúng không ạ? Đấy, cánh cửa rất là dày dặn và chắc chắn. Phía đằng sau thì chiếc VinFast VF8 này thì vẫn trang bị là cốp cơ, chứ bởi vì bản Eco thì là chỉ là trang bị cốp cơ, chưa phải cốp điện, chưa phải đá cốp các bác nhé. Nhưng xe thì hiện tại đang không có điện nên là chúng ta không thể mở được cốp. Đấy. Thế thì em nhắc lại một lần nữa thì em Thành Auto đang có khoảng tầm 30 xuất cọc VinFast VF8 đặt cọc tiên phong, full ưu đãi của người tiên phong, bao gồm cả giá thuê pin này, cũng theo ưu đãi của người tiên phong này, gói ADAS Smart Service này, giá cũng theo ưu đãi của người tiên phong và được tặng một cái voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá là 118 triệu, một cái thẻ voucher trừ thẳng vào giá xe trị giá là 150 triệu nữa. Đấy, rất là nhiều ưu đãi của người tiên phong rồi. Thì các bác nào có nhu cầu quan tâm mua lại những cái suất đặt cọc này thì hãy liên hệ ngay với Thành Auto từ cái số hotline là 0979188958,
và đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo khi mà Thành Auto ra những video clip tiếp theo, và đừng quên là tham gia vào các cái hội nhóm Zalo và hội nhóm Facebook của em Thành Auto đã để ở cái phần mô tả của video. Thì trên hội nhóm này em Thành Auto liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất của VinFast và cũng là nơi để cho các bác giao lưu học hỏi lẫn nhau về cái kinh nghiệm mua xe, kinh nghiệm chọn xe, hay là giao lưu về cái cách để chúng ta sử dụng những chiếc xe VinFast này. Đấy, đây là em Thành Auto đã tạo lên một cái môi trường rất là tốt để cho các bác có thể giao tiếp với nhau. Vâng, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.